Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình hái xoài Đài Loan các bạn ơi, tiễn sơ qua các bạn ơi. Đây, mình đã gom vô được 6 vỏ rồi các bạn. Đây là những thành quả của mình sau 3 tháng nha các bạn. Hôm nay mình tiễn thôi, mới tiễn thôi chứ chưa hái hết nha các bạn. Những trái nào vô gam mình tiễn. Đây. Các bạn. Trái này là khoảng 800 g các bạn. Độ tuổi trái này là mình hái vừa các bạn ơi, đừng để nóc quá chứ nó sẽ nổi mụn các bạn. Nó chứ mình có phun thuốc rồi nhưng mà để nó trái quá nó cũng có nổi các bạn. Mà hạn chế thôi chứ đâu có hết tuyệt đối được. Cái này không phải là mụn, này là chỉ là đốm đen thôi. Cái này khoảng 800, hơn 800 các bạn. Mình đi còn để dưới giường dưới nữa, đi xuống dưới mình gom lên nha các bạn. Đó là những thành quả của mình sau 3 tháng các bạn ơi. Đó, những kinh nghiệm của mình đúc kết ra đó, mình áp dụng đó mình thấy nó rất là hiệu quả các bạn. Xài mình hạn chế mụn, nổi mụn nha các bạn. Bữa nay là mình mới tiễn thôi các bạn ơi, mới tiễn sơ qua cái số trái mình nó vô gam đó các bạn, nó đạt đó mình tiễn. Đây các bạn thấy màu, thấy quá đẹp luôn các bạn, rất là đạt màu luôn các bạn. Đây mình đã tiễn xong rồi các bạn ơi, mình giờ mình chỉ đi gom thôi. Hôm nay mình theo mình ước tính trong nhà nó 6 vỏ các bạn, rồi ngoài đây mình chỉ còn đi gom, mình hái xong rồi, mình tiễn xong rồi, mình giờ mình chỉ đi gom thôi, mình ước tính khoảng độ 500 kg ngoài các bạn. Các bạn thấy trời mình trái rất là đẹp. Mình cũng thông báo các bạn luôn nha, giá hôm nay là giá Đài Loan vàng nó tuột nha các bạn. Chỉ còn 36, 18 thôi các bạn ơi. Nhất là 36, nhì 18 các bạn. Mình chỉ mình đi tiễn sơ qua thôi, những trái nào khoảng nó vô đạt số gam chừng 700 tới 800 là mình tiễn các bạn ơi, mình không có để cho nó quá nóc các bạn. Mình cũng có xử lý chống hạn chế nổi mụn nữa các bạn, nhưng mà mình cũng không để cho trái nó quá no các bạn ơi, no quá là nó ít nhiều gì nó cũng phải nổi mụn thôi các bạn. Mà tốt nhất là thôi mình hái khoảng 700-800 gam mình hơi tiễn hơi sớm mà trái mình đạt chất lượng nha bạn. Để nóc quá rồi nổi mụn rồi hàng mình hàng nhất nó rớt xuống hàng nhì cũng vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà chỗ dựa mình bán là nó rất là dễ nha các bạn. Nổi mụn 5-7 hộp nó vẫn lấy nhất cho mình. Sáng này mình có điện dựa mà. Dựa báo giá cho mình là nhất vàng là bữa nay là 36, còn nhì vàng là 18 các bạn. Tuột rồi các bạn ơi, cách nay một tuần
Hôm nay một tuần mình có bán, mình cũng có tiền nữa. Khoảng 400 mấy 500 ký bán được giá 47.000 các bạn. Mà đợt ở máy mình bị hư các bạn ơi, mình không có làm cho các bạn xem được, không có quay cho các bạn xem được. Bạn thấy xài mình là khá đạt luôn, màu đẹp, xài bóng láng các bạn thấy không, xài vậy là đạt lắm các bạn ơi, 90% rồi, quá ok rồi. Rồi mình còn nhiều lắm nha các bạn, mình mới có chỉ tiễn sơ qua thôi. Tại vì cái lô này mình bao được 5.000 mấy bao các bạn. Bạn thấy chất lượng trái khá là đẹp. Bạn thấy trái quá đẹp. Bạn thấy xài mình trái còn khá là nhiều. Xài này nên đi chiền luôn nha các bạn. Xài này hái chiền luôn tới tháng chạp luôn các bạn.
Hôm nay mình quay đoạn video này các bạn để cũng như là báo giá cho các bạn luôn. Hôm nay cũng là mình tuyển xài các bạn rồi mình cũng báo giá cho các bạn luôn. Giá xài Đài Loan nó đang sụt nha các bạn. Giá 47.000 cách nay một tuần lễ các bạn. Hôm nay chỉ còn 36 thôi. 36, nhất 36, nhì thì 18 các bạn. Một tuần trước thì giá Đài Loan vàng này nhất là 47, nhì là 27 nha các bạn. Hôm nay là chỉ hôm nay sụp rồi các bạn ơi, còn chỉ 36 và 18 thôi các bạn. Mình làm video này cũng thông báo cho các bạn biết là giá xài Đài Loan đang sụp nha các bạn. Nếu các bạn có xài mình thấy có thu hoạch được, tiễn được các bạn, tiễn các bạn ơi, để thời tiết này se lạnh nha các bạn, xài nó sẽ sụp nha các bạn. Và đây cũng là thành quả của mình sau 3 tháng các bạn. Những kinh nghiệm mình tích lũy đó, mình đã áp dụng, mình thấy rất là thành công. Nên hôm nay mình làm video này để mình thông báo cho các bạn, cũng như biết là mình áp dụng những gì mình biết, áp dụng rất là thành công và hiệu quả. Mình xin các bạn theo dõi video của mình đó, các bạn thấy hay các bạn áp dụng làm theo để đạt hiệu quả như mình. Rồi các bạn thấy video này hay các bạn để lại một like và một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.